Đại học Nông nghiệp năm 1999. Nông nghiệp Hà Nội đây con. Cho mờ gan hỗn hợp X gồm. Cho mờ gan hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3. Lắc với nước cho phẳng hoàn toàn. Lắc với nước cho phẳng hoàn toàn. Thu được 200 ml dung dịch A. Chỉ chứa một chất tan duy nhất. Chỉ chứa một chất tan duy nhất. Có nồng độ 0,5 m. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A. Thu được argon khí tủa. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X. Tính phần trăm khối lượng các chất. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong dung dịch X và tính A. Rồi các con làm thử cô xem. Rồi các con xem nè. Mình xem nha. Thi của trường Đại học Nông nghiệp năm 1999. Cho M gam hợp X gồm Na2O và Al2O3. Lắc với nước cho phẳng hoàn toàn. Phẳng hoàn toàn là sao? Là ai tác dụng được là tác dụng hết. Thu được 200 ml A. Chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5 m. Chấm. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A thu được argon với tủa. Chấm. Tính phần trăm khối lượng các chất trong dung dịch X và tính A. Thì các con lưu ý giùm cô. Cho hai anh chàng đi vào nước rồi lắc cho đến khi vỡ hoàn toàn thu được 200 ml dung dịch A. Như vậy cô khẳng định là sau khi phẫu xảy ra xong nước nó vẫn đồng ý chưa? Ở đây chắc chắn là nước nó dư. Ok. Vậy thì khi đó nè, con coi nè, khi mà cho cái hỗn hợp này vào nước thì chắc chắn là Na2O nó cộng với nước để ra gì? Ra NaOH. Đúng không? Chắc chắn luôn. Mà nước nó dư thì anh chàng đi hết. Mà các con biết rồi là NaOH mà được tạo ra thì nó lại tiếp tục hòa tan Al2O3 để ra NaAlO2 và nước. Trong cái phẩm này thì ai sẽ dư? Trong phẩm này thì ai sẽ dư? Thì các con coi nè. Đề nó nói là sau khi phẩm sau hoàn toàn luôn thì chỉ thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất thôi. Chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mà có con thấy nè, sau phẫn là chắc chắn là cô thu được cái này. Cô không biết là ai dư trong này hết trơn. Cô không biết là NaOH dư hay là Al2O3 dư. Nhưng rõ ràng là cô thu được Al2O3 và chất này nó tan. Mà đề nó nói là chỉ thu được một chất tan duy nhất. Chỉ thu được một chất tan duy nhất. Mà trong sản phẩm, trong các chất sau vẫn thì chắc chắn phải có anh chàng đi. Trong tất cả các chất sau vẫn phải có anh chàng đi. Mà giờ nó nói là chỉ thu được một chất tan duy nhất. Vậy thì chứng tỏ là anh chàng đi phải hết. Vì sao anh chàng đi hết? Bởi vì anh chàng đi cũng là một chất tan trong nước. Mà bây giờ chỉ thu được một chất tan nhất là bắt buộc chỉ có mình anh chàng đi thôi. Cho nên bắt buộc anh chàng đi AOH cũng hết. Đồng ý chưa? Có nhiều bạn nói cô Al2O3 hết. Trời ơi, Al2O3 hết là vì chỉ thu được một chất tan nhất. Cô nói với con nghe này, nếu Al2O3 mà nó dư, nếu Al2O3 mà nó dư, nó đâu nằm trong dịch đâu. Cái việc mà chỉ
cái thu được dung dịch A chỉ thiếu một chiếc tan nhất, nó không liên quan ở cái chỉ một chiếc tan nhất không liên quan Al2O3. Bởi vì Al2O3 lỡ nó dư nó đâu nằm trong dịch, nhưng vấn đề chỗ là đề nó nói thu được dung dịch chứ không có chất rắn sao hỡi. Đề nó nói là thu được dung dịch chứ không hề có thêm chất rắn sao hỡi. Ok chưa? Như vậy cô có thể kết luận như sau. Đồng ý à? Như vậy cô có thể kết luận như sau. Là khi Na2O tác dụng với nước là ra NaOH, thì anh chàng đi hết. Thứ hai là NaOH lại tiếp tục tác dụng với Al2O3 để ra NaAlO2 vào nước. Thì anh chàng đi cũng hết và anh chàng đi cũng hết. Anh chàng đi hết là vì dung dịch sống chỉ chứa một chất. Dung dịch là thể tích nào của dung dịch A là 200 ml, nồng độ anh chàng đi là 0, nồng độ anh chàng đi 0,5, vậy từ đó cô tính được số mol anh chàng đi là 0,2 nhân 0,5 là bằng 0,1 mol này. Anh chàng đi 0,1 mol thì chỗ này sẽ là 0,05 mol này, và chỗ này sẽ là 0,1 mol này. Ở đây 0,1 thì cô điền ở đây 0,1. Ở đây không còn nhớ này. Ở trên dưới đi bao nhiêu thì đưa lên đây bấy nhiêu nha. Ở dưới đi bao nhiêu thì đưa lên đây bấy nhiêu. Đừng có so sánh là ở đây do hệ số 2 bằng nhau đưa lên, để ở đây số 3 thì không bằng nha. Không. Hai phẩm khác nhau, cô vẫn cần biết là cái này AH tạo ra từ phẩm trên được đưa xuống dưới đây. Cho nên số mol đây bao nhiêu thì điền đây bấy nhiêu. Dạ, 0,1 nè. Vậy bắn sang đây là cái này 0,05. Đề nó yêu cầu con thứ nhất là phần trăm khối lượng các chất, phần trăm khối lượng các chất, bây giờ phần trăm khối lượng các chất thì chúng ta có này, chúng ta có là hỗn hợp ít của chúng ta là nó sẽ có phần trăm khối lượng của Na2O là bằng số mol của nó là 0,05 nhưng mà lớn là 62, bây giờ chia tổng khối lượng của hai anh chàng, tổng khối lượng của anh chàng thứ nhất, anh chàng thứ hai là 0,05 nhân cho 102. Rồi chúng ta chịu khó bấm kết quả nha. Từ đó chúng ta sẽ tính phần trăm của Al2O3 là chúng ta lấy 100 chúng ta trừ đi. Là ra 62,2%. Rồi có gì không có công việc. Rồi đề còn họ bắt chúng ta tính A nữa kia. Mà A là do đâu? A là do thổi khí CO2 dư vào dung dịch A. Cái dung dịch A của chúng ta là đây nè, là NaLO2 nè, thổi CO2 dư vào, CO2 dư nè cộng với NaAlO2. Trong dịch thì có sẵn nước rồi nên chúng ta sẽ thu được AlOH tất cả 3 lần cái tủa và NaHCO3. Thu được A cao cái tủa là để muốn chúng ta tính cái này nữa nè. Và số mol này chúng ta điền xuống cái này 0,1 này thì chỗ này sẽ là 0,1. Vậy chúng ta sẽ có A chính là khối lượng của cái tủa AlOH tất cả 3 lần bằng 0,1 nhân M lớn 78 là bằng 7,8 gram. Tới đây thắc mắc gì cô không? Tới đây mình có thắc mắc gì cô không hà? Cái cách bảo toàn như thế nào? Đó là gì? Chúng ta đã biết hai cái chất tham gia phẩm là Na2O này. Tức là Na2O tác dụng với Al2O3 là nó chỉ ra một sản phẩm duy nhất. Đó. Đồng ý chưa? Và ngoài ra nó còn có khí hydro nữa. Không có
Được không? Cô sorry. Nó chỉ ra một sản phẩm duy nhất. Vậy khi đó muốn tính NA chúng ta dùng bảo toàn nguyên tố. Vậy đây sẽ là 0,05. Bảo toàn nguyên tố đây cũng là 0,05. Đó. Chúng ta chỉ làm bảo toàn khi mà chúng ta đã hiểu bản chất của các khuẩn xảy ra như thế nào. Chứ không phải dưng dưng mà nó ui trời ơi giải được bảo toàn đâu nghe. Muốn giải bảo toàn là chúng ta phải nắm rõ. Chúng ta phải nắm rõ cái chất đầu là gì và chất cuối là gì đó. Thì chúng ta mới có thể làm được nha.